Ô đề nguyệt, trong nháy mắt tiếp theo, nguyệt quang giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống, những nơi đi qua nhiệt độ hạ thấp, sương bay đầy trời, phẳng phất như ngay cả thời gian cũng đều sẽ đóng băng vậy. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hòa đối sầu miên, theo tương truyền, kiện đạo binh cực phẩm của vương đình Bắc Nhung này. Chính là do đời thiên khả hãn Bắc Nhung kia đích thân đặt tên, rất có ý thơ, mà vị thiên khả hãn kia xem như là phải số ít thân cận Trung Nguyên, có cảm ngộ rất sâu đối với văn hóa Trung Nguyên quan hệ giữa bắc nhung cùng với hoàng triều trung nguyên trong lúc hắn tại vị cũng tương đối nhẹ nhàng nhưng rất đáng tiếc dạng người này trung quy vẫn là số ít sau khi hắn chết bắc nhung lại trở về trạng thái xâm lược biên cương phía bắc khói lửa ngập trời trắng đêm không ngớt nhưng ô đề nguyệt thì vẫn được lưu truyền xuống nhưng mà đối với một cái chế độ tồn tại như vương triều bắc nhung mà nói khí vận vương triều biến thành trường sinh thiên cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với đạo binh cực phẩm và lại còn có thể được mỗi một đời thiên khả hãn điều khiển một cách nhẹ nhõm, so sánh với nhau, ô đề nguyệt sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân liền lộ ra không ít phiền toái, cũng chỉ có đến đời này. Đại tướng Thiên Lăng A Sử Na Lam tỏa ra hào quang rực rỡ ở bên trong tế tự ô đề nguyệt, dẫn động ô đề nguyệt thức tỉnh, lúc này mới trở thành chủ nhân mới của ô đề nguyệt. Bản thân thực lực của hắn đã cực kỳ cường đại, lại có thêm ô đề nguyệt, thực lực của hắn ở bên trong hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất cũng là số 1, số 2, tôi thiểu xem như là đối thủ của hắn. Trần Khuynh Địch có thể cảm ứng được rất rõ ràng, A à, Sử Na Lam thôi động ô đề nguyệt, tuyệt đối còn phải mạnh hơn không ít so với giới lộc tại Tu Di Sơn lúc trước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng không phải là chuyện không thể nào hiểu được, trên thực tế thứ này dính đến vấn đề tranh lệch bên trên thời đại, ở trong cái thời đại bây giờ này. Ba mạch đạo, Phật, mà mặc dù vẫn có trí cường giả tọa trấn như cũ, nhưng võ giả hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất của ba mạch đạo, Phật, Ma, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều đã già nua. Thân thể đã không còn đỉnh phong như ngày xưa, dù là có đạo binh cực phẩm đặt cơ sở, cũng vô pháp bộc phát ra chiến lược mạnh hơn. Phải biết rằng hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất xưa nay được chia thành hai cái cấp độ, một cái là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm phối hợp với đạo binh thượng phẩm, một cái là phối hợp với đạo binh cực phẩm ở mấy cái thời đại trước đó, ba mạch đạo, Phật, mà dựa vào đạo binh cực phẩm nhà mình. Tại cái cấp độ hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất này từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó, nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, ở trong cái thời đại này ba mạch đạo, Phật, mà tại hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất đã không còn được lực áp chế như trước kia, thậm chí còn rơi vào hạ phong, A à, Sử Na Lam Bắc Nhung thành công ghép đôi với ô Đề Nguyệt. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tăng thêm đạo binh cực phẩm, thực lực cơ hồ đã áp đảo ở phía trên cường giả của ba mạch đạo, Phật, mà một cách vững vàng mà đại tướng quân kiêu quả võ nguyên hanh đại càn mặc dù không có đạo binh cực phẩm nhưng mặc một thân sáu trang đạo binh trung phẩm tăng thêm sự gia trì của quân trận cấm vệ kiêu quả cùng với tu vi cường thế của bản thân thực lực bộc phát ra cũng không thể kém hơn a sử na lam thậm chí là có khả năng còn hơn một chút chỉ là hai người này cũng đủ khiến cho ba mạch đạo phật mà cảm thấy áp lực to lớn chớ đừng nói chi là lại ra một trần khuynh địch Tên gia hỏa này có hai kiện đạo binh thượng phẩm ở trong tay, mấu chốt là hai kiện đạo binh thượng phẩm này lại còn có thể chơi hợp thể. Hơn nữa bản thân Trần Khuynh Địch cũng là thân thể khỏe mạnh dám đánh dám liều, bộc phát ra thực lực, so với giới lộc giá nua cũng muốn mạnh hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám cứng trọi cứng cùng với A Sử Na Lam. Chệt, ánh trăng ô đề nguyệt lạnh lùng rội xuống, những nơi đi qua thế mà giống với đại thuần dương công của Trần Khuynh Địch, ngay cả thời gian cũng đều bị đông kết, cơ hồ là theo bản năng. Trần Khuynh Địch liền trực tiếp thôi động đại thuần dương công, ba vòng quang hoàn lại hiện ra, chống lên một mảnh lĩnh vực vàng óng va chạm với ô đề nguyệt, ầm ầm. Lĩnh vực nguyệt quang va chạm cùng với lĩnh vực vàng óng, trực tiếp dẫn phát nguyên khí nổ tung trong phạm vi lớn, hai loại lĩnh vực thời gian hoàn toàn khác biệt thậm chí đã bóp méo hư không. Đạo binh của ngươi đâu? Lấy ra đi. Nếu không ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta, A à Sử Na Lam chắp tay ở sau lưng, Ô Đề Nguyệt ở trên đỉnh đầu xoay tròn, khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch. Thứ hắn phải làm chỉ là thôi động đạo binh, mà Trần Khuynh Địch lại cần tiêu hao một lượng lớn nguyên khí để không ngừng duy trì đại thuần dương công tiêu hao, qua không bao lâu nữa. Tiêu hao chiến giữa song phương sẽ dẫn đến kết quả A Sử Na Lam thắng cuộc. Khục, cường địch khó giải quyết trước đó chưa từng có khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút đau đầu, đương nhiên cũng không phải là đánh không thắng, chỉ là rất phiền phức mà thôi suy nghĩ là làm, ở trong tay của Trần Khuynh Địch liền xuất hiện một chuôi trường kiếm đỏ thẫm, đồng thời một con rối hình người cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó giải thể, hóa thành linh kiện khôi giáp bám vào ở trên dưới quanh người của Trần Khuynh Địch, ngày sau đó lại cùng dung hợp với trường kiếm màu đỏ thẫm, đây là hình thức đô thiên tọa xích tiểu kiếm. Chính là do Trần Khuynh Địch tự khai sáng ra phương thức vận dụng đạo binh, coi xích tiêu kiếm cùng với kiếm linh xem như là trí năng hạch tâm của đô thiên tọa sau đó bám vào trên người cung cấp sự gia trì có thể làm ra hiệu quả lớn hơn một cộng một bằng hai chỉ từ biên độ mà nói tranh lệch cùng với đạo binh cực phẩm cũng không có quá khổng lồ tối thiểu là có thể bổ khuyết một phần rất lớn về phần còn dư lại trần khuynh địch có thể dựa vào thực lực và nghị lực để bù đắp sau khi có sự ủng hộ của đạo binh trần khuynh địch trực tiếp thúc giục đô thiên tọa cửu trọng thiên quang hoàn khuếch tán ra một vòng lại một vòng từ trên người hắn chính quang hoàn liền thành một mạch cuối cùng xây dựng lên một đạo hàng rào kiên cố thế mà quả thực là đã ngăn trở nguyệt quang ô đề nguyệt ở bên ngoài hãy mở mang kiến thức một chút về lực lượng của máy móc hay a à, trần khuynh địch vừa hô to vừa bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía a sử na lam không có chỗ dư thừa chính là quyền ý thuần túy nhất chỗ quyền ý đến thiên địa cũng đều hưởng ứng theo mà cửu trọng thiên quang hoàn ở trên người của hắn thì là vận chuyển đồng bộ quang mang ở phía trên lớp loái phẳng phất như đang hít thở phun ra nuốt vào một lượng lớn thiên địa nguyên khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh đập về phía phương hướng của A Sử Na Lam cùng với ô đề nguyệt, nhưng mà... Vô dụng. Loại công kích chậm rãi này không có tác dụng đối với ta, quyền của Trần Khuynh Địch đã là rất nhanh, ở phía dưới sự gia trì của quyền ý. Quyền của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền tới, nhưng tốc độ của A Sử Na Lam lại còn muốn cao hơn một bậc so với hắn mà lần này A Sử Na Lam di chuyển cũng không còn nhấc lên sóng không khí nổ tung, mà là lặng yên không một tiếng động, vào thời điểm tỉnh hồn lại, A Sử Na Lam đã tới trước mặt của hắn, ầm. Um. Một cước của A Sử Na Lam đá vào ngực của Trần Khuynh Địch, đánh bay hắn ra ngoài lần thứ hai, động tác nước chảy mây bay, nhìn qua rất thích mắt, sau đó, hắn liền phát hiện ra chỗ không hợp lý. Người là đã bị đá ra, nhưng vào trước khi bị đá ra, Trần Khuynh Địch đã gắt cao bắt lấy cái chân của A Sử Na Lam kết quả là cuối cùng trần khuynh địch chính là ôm a sử na lam bay ra ngoài cùng một chỗ hụp Bùm tay ô đề nguyệt nở rộ quang mang cánh tay mà trần khuynh địch cầm chặt lấy chân của a sử na lam thậm chí đã bắt đầu mất đi trí giác khí huyết mênh mông cũng không có cách ngăn cản cỗ hơi lạnh thấu xương kia hà hà đánh ta trần khuynh địch ngẩng đầu mặt mày trở nên dữ tợn cho dù cánh tay đã bắt đầu tổn thương do hơi lạnh trên diện rộng cũng không buông tay mà còn trực tiếp thiêu đốt khí huyết huy động một cánh tay khác đấm một quyền về phía bắp đùi của A Sử Na Lam. Rốt, bắp đùi của A Sử Na Lam phát ra một âm thanh xương nứt thanh thúy, mà ở trong lúc nguy cấp, A Sử Na Lam vẫn trầm tĩnh, dùng sức vặn vẹo thân thể. Rốt cục thừa dịp trong nháy mắt cánh tay của Trần Khuynh Địch cứng ngắc không làm được gì, đã đưa thân thể ra khỏi phạm vi khống chế của Trần Khuynh Địch, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch lại khôi phục tình trạng rằng co cùng với A Sử Na Lam, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, Trần Khuynh Địch cau mày nhìn cánh tay của mình. Tay trở nên cứng ngắc vẫn không có hiện tượng chuyển biến tốt, nguyệt quang của ô đề nguyệt dường như có thể ức chế năng lực hồi phục của hắn. A Sử Na Lam thì là hoạt động cổ chân của mình một chút, xác nhận cái chân này đã bị phế bỏ một nửa, quyền ý của Trần Khuynh Địch xâm nhập sâu đến tận xương tủy cũng sẽ rất khó khôi phục đáng chết, giống như là có một chút coi thường đối thủ, sự thật đã chứng minh, có thể đạt tới cái cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này cũng đều không phải là thường nhân. Nhìn chung võ giả ở trong thiên hạ, cảnh giới hậu thiên có nhiều vô số kể, cảnh giới tiên thiên ở chỗ nào cũng có, võ đạo tông sư cũng tính là siêu phàm, xem như là phượng mau lần giác. Nhưng hỏa luyện kim đan thì lại càng hơn một bậc, phần lớn tập trung ở thánh địa võ đạo, mà hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất lại là tồn tại đỉnh phong ở bên trong hỏa luyện kim đan. Về phần càng đi lên nữa, cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này cũng không phải chỉ cần dựa vào thiên phú là có thể đạt tới, thiên phú, khí vận, nội tình, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được, huống hồ, lại đến cái cảnh giới kia, trên cơ bản liền không có tính tu võ, bởi vậy cái cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất này, đã có thể được xưng là võ giả có đẳng cấp cao nhất, đơn giản hơn rất nhiều so với kích toái mệnh tinh, dù sao thì kích toái mệnh tinh cũng là cảnh giới, mà hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thì là chiến lực, không có đủ chiến lực coi như ngày mai ngươi sẽ kích toái mệnh tinh. Vậy ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không đánh lại hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, võ giả hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất đều có một mặt cực kỳ xuất sắc trên chiến đấu. Thật giống như là sử Na Lam, bản thân hắn chính là võ giả đại thành ở trên lĩnh vực tốc độ, lại có sự gia trì của loại đạo binh cực phẩm liên quan đến lĩnh vực thời gian như ô đề nguyệt. Nói một cách khác chính là có tốc độ nhanh, công kích mạnh hơn nữa đây còn là sở trường của a sử na lam rõ ràng là mạnh hơn trần khuynh địch ở trên cái phương diện này quan trọng nhất là nguyệt quang của ô đề nguyệt có thể ngăn cản vết thương của trần khuynh địch khôi phục nhanh chóng phải biết rằng từ khi xuất đạo cho đến nay đó là một trong những nguyên nhân căn bản mà trần khuynh địch một mực đánh đâu tháng đó chính là ở chỗ hắn không chỉ có phòng ngự cao thanh máu dày mà còn có tốc độ khôi phục nhanh thường xuyên khôi phục lại thương thế một cách nhanh chóng mà người khác rất khó khăn mới tạo ra được như vậy thì làm sao đánh nhưng a sử na lam có ô đề nguyệt ở trong tay lại có thể hoàn mỹ khắc chế loại sức khôi phục biến thái này đương nhiên căn cứ vào thanh máu dày của mình cho dù là dùng phương pháp thương tổn đổi thương tổn trần khuynh địch cũng đều có lòng tin mài chết a sử na lam nhưng vấn đề là địch nhân rất có thể sẽ không chỉ có một mình a sử na lam mà ở phía đối diện a sử na lam dường như cũng nhìn ra sự do dự của trần khuynh địch bất quá phần do dự này lại làm cho vị võ giả đến từ đại thảo nguyên này lộ ra vẻ rất là bất mãn. Người đang xem thường ta sao? Lộ ra biểu lộ có thể đánh thắng ta. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, thần sắc của A Sử Na Lam nghiêm lại, ô đề nguyệt ở trên đỉnh đầu thế mà không còn phát ra nguyệt quang, mà là dần dần trầm luân. Cuối cùng chui vào trong mi tâm của A Sử Na Lam, mà theo nguyệt quang thu liễm, khí tức của A Sử Na Lam lại là dần dần dâng cao mà cái chân đã bị Trần Khuynh Địch đánh gãy cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục, quyền ý ở sâu trong tận xương tủy cũng bị rút ra, lực lượng thì là tiêu tán ở bên trong hư không, oanh. Trần Khuynh Địch cũng không có chớp mắt, nhưng hình ảnh ở trước mắt lại phảng phất như đột nhiên không thấy vậy, A à Sử Na Lam vào một giây trước còn đứng ở đằng xa. Một giây sau đã đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, dựng trưởng thành đao chém về phía lồng ngực của Trần Khuynh Địch, đánh ra ánh lửa đầy trời cùng với tiếng nổ vang đinh tai như óc. Mẹ nó, thực sự là cứng rắn, Trần Khuynh Địch vô thức huy quyền phản kích, nhưng nắm đấm lại đấm vào không khí, mà A Sử Na Lam thì là lại trở về tại chỗ. Động tác trước sau hoàn toàn không có bất kỳ dị tượng nào, cũng không có dẫn phát bất cứ ba động gì, phẳng phất như từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa từng di chuyển vậy, nhìn qua hết sức quỷ dị. Bất quá không sao. Đánh thêm vài lần là được, A Sử Na Lam đưa bàn tay tới gần miệng, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay trắng trẻo, lộ ra nụ cười hung ác, lại dám xem thường ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Trần Khuynh Địch cũng không có trả lời, mà là cho mày, nhìn chằm chặp vào A Sử Na Lam, muốn nhìn được hắn đến tột cùng là làm như thế nào để đến gần mình. Thế mà có thể làm cho mình không có một chút phát giác nào, nhưng mặc kệ hắn hắn ngưng thần nhìn chăm chú như thế nào, vẫn không thể nắm lấy cách di chuyển của A Sử Na Lam. Không có cách nào bắt được manh mối, lại là một đao chém vào trên ngược, ở dưới mấy lần chém liên tục, cho dù Trần Khuynh Địch có phòng ngự rất cao, cũng vẫn bị đánh cho da chóc thịt bong mấu chốt nhất là ở trên vết thương còn chảy xuôi xương trắng nhàn nhạt, nhạt, khiến cho hắn không có cách nào cấp tốc khôi phục, xem ra là công hiệu của Âu Đề Nguyệt. Hục! Ngừng lại, chuyện này khiến cho Trần Khuynh Địch không còn tâm trạng dò xét đối phương nữa, bộc phát đại thuần dương công lần thứ hai, lĩnh vực vàng ống trực tiếp bao phủ A Sử Na Lam, ầm. Ngay vào một giây sau, lĩnh vực vàng ống cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi ở trong ấn tượng của Trần Khuynh Địch, thế mà quả thực đã xuất hiện một vết nứt màu trắng nếu ngưng thần nhìn kỹ mà nói thì sẽ phát hiện ra đó rõ ràng là thân ảnh của a sử na lam không có tác dụng khác biệt cùng với a sử na lam gắng gượng tránh thoát trước đó đình chỉ thời gian lúc kia mặc dù có tác dụng nhỏ nhưng trung quy là vẫn có tác dụng nhưng bây giờ lĩnh vực đình chỉ thời gian của đại thuần dương công thế mà hoàn toàn không có cách nào hạn chế a sử na lam thậm chí tối là đa chỉ có thể làm cho hắn hiển lộ ra tung tích cặp quỷ ta biết rồi ở trong chiến đấu đại não của trần khuynh địch vận chuyển rất nhanh cơ hồ là ở trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại có thể đối kháng cùng với thời gian vĩnh viễn cũng chỉ có thời gian nhưng cũng không phải là lực lượng của ô đề nguyệt món đạo binh cực phẩm kia giống như đại thuần dương công đều là loại hình bình chỉ thời gian cũng không tương xứng với tình hình chiến đấu trước mắt nói một cách khác đây là lực lượng của a sử na lam Ban đầu Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng A Sử Na Lam là bài cú soạn lại, dùng bí pháp lĩnh vực tốc độ, nhưng hiện tại xem ra lại là một loại thủ đoạn khác. A Sử Na Lam cũng không phải là dùng tốc độ vượt qua lễ thường tiếp cận mình, mà là tiêu trừ sạch thời gian để tiếp cận mình. Đó chính là gia tốc thời gian. Xóa đi thời gian từ một cái địa điểm đến một cái địa điểm khác, ở trong thị giác tự nhiên sẽ tạo thành ảo giác đối phương có tốc độ không giống như bình thường nhưng trên bản chất lại là một loại thủ đoạn hoàn toàn khác biệt, nhưng chân chính khiến cho Trần Khuynh Địch sợ hãi chính là người đã dựa vào bản thân để chạm tới lực lượng thời gian. Ô đề nguyệt đối với ngươi mà nói chỉ là trang bị tăng cường lực lượng thời gian, ngươi đã tự sáng chế ra một quyển võ học loại thời gian, võ học loại thời gian, đây chính là võ học có cấp độ cao. Bình thường, coi như là võ giả kích toái mệnh tinh cũng đều không nhất định có thể sáng tạo ra loại võ công cấp bậc này, nhưng A à Sử Na Lam lại làm được. Hắn quả thực là đã dựa vào cảnh giới hỏa luyện kim đan, ở dưới sự trợ giúp của ô đề nguyệt, sáng chế ra một môn võ học thời gian. Đây chính là võ đạo của hắn. Chỉ bằng vào điểm này, A Sử Na Lam tuyệt đối có thể xếp vào 20 vị trí đầu trong bảng xếp hạng võ giả tài năng nhất từ xưa đến nay. Hà hà, xé rách lĩnh vực vàng ống của đại thuần Dương Công, A Sử Na Lam cười lạnh nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói So với kinh ngạc, ta cảm thấy ngươi nên quan tâm tới bản thân thì tốt hơn ta nghe nói. Ngươi là nhân kiệt kiệt xuất nhất Trung Nguyên đương đại, những người khác còn đang ở võ đạo tông sư, vừa mới giờ đến hỏa luyện kim đan, ngươi đã đạt đến cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Xác thực là rất đáng gờm. Hơn nữa ngươi đã đánh một trận với lão hòa thượng giới lộc ở Phật môn kia rồi đúng không, tuổi nhỏ đắc trí, có phần lòng dạ này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng đừng so sánh hẳn với ta. Nghiêm ngặt mà nói, lần này ở bên trong bốn người vây giết ngươi, ta hẳn là người mạnh nhất kia cho nên hãy thu hồi cái biểu lộ có thể đánh thắng ta một cách tùy tiện kia, người không phải là thiên tài duy nhất, đánh với ta. Người cũng xa xa không thể đạt đến cấp độ còn bận tâm đến những người khác, hãy lấy thực lực và ý chí của ngươi ra, người không phải là có thiên phú rất cao hay sao, đừng để cho ta xem nhẹ ngươi. Nói thật, hiện tại Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút nhức đầu, dựa theo sáu lộ cùng với quá trình bình thường, vào thời điểm nhân vật chính bị người tiểu trừ. Không phải là kẻ yếu tới trước để luyện tay, sau đó lại chậm rãi để cao cường độ, tất cả mọi người đến đông đủ, nhân vật chính cũng đã lịch luyện đủ rồi, sau một phen tử chiến lâm trận đột phá, từ đó đi đến đỉnh phong của cuộc sống hay sao? Trần Khuynh Địch suy tư cẩn thận một chút, hắn cảm thấy nội dung cốt truyện không thể diễn ra như vậy bởi vì hắn không phải là nhân vật chính, hắn là nhân vật phản diện. Cặp quỷ, bởi vì giải quyết phiền não của nhân vật chính, dẫn đến Trần Khuynh Địch ở trong một đoạn thời gian rất dài không có coi bản thân như là nhân vật phản diện. Kết quả là hiện tại hắn đã tìm về loại cảm giác này một lần nữa, đối phó với nhân vật chính vậy khẳng định là sẽ từ kẻ yếu đến kẻ mạnh. Đối phó với nhân vật phản diện vậy đương nhiên là sẽ cùng nhau tiến lên rồi. Trần Khuynh Địch thậm chí còn hoài nghi mấy vị cường già hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất khác cũng đã đến, không nói đến những người khác, chỉ là lão hòa thượng giới lộc Phật môn kia, nói không chừng đã lén lút trốn ở nơi nào đó muốn am toán Trần Mộ ta đây mà cân nhắc đến tính chất ma đạo của mình giáo. 8. 9 phần 10 cũng đã cấu kết với Phật Môn để làm việc xấu, vào thời khắc mấu chốt đánh ra một đòn liên thủ để giết chết hắn. Về phần hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất của tiên cung, bởi vì tiên cung có tính chất ẩn thế quá cao, cho nên Trần Khuynh Địch tạm thời không cho ra đánh giá. Nhưng bất kể như thế nào, cục diện hiện tại là rất bất lợi, thực lực của A Sử Na Lam là rất mạnh, tối thiểu là áp đảo ở phía trên giới lộc Phật Môn mà cân nhắc đến thực lực đồng bộ của ba mạch đạo Phật mà từ trước đến nay đoán trường hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của minh giáo cũng không phải là đối thủ của a sử na lam dù sao thì loại lĩnh vực thời gian tại cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này cũng tương đối gian lận là hoàn toàn không giảng đạo lý hơn nữa quan trọng nhất là a sử na lam có sự hỗ trợ của ô đề nguyệt sự tăng cường của một kiện đạo binh cực phẩm có thuộc tính thời gian đối với bí pháp gia tốc thời gian của đối phương nhất định chính là tăng vọt hơn nữa nhìn thái độ a sử na lam thậm chí còn có tâm tình nói chuyện phiếm cùng với trần khuynh địch chỉ sợ là tiêu hao cũng sẽ không quá lớn thật khó giải quyết tôi thiểu là trần khuynh địch cũng không tìm thấy phương pháp gì để khắc chế a sử na lam đây chính là lần đầu tiên mà chiến sĩ toàn năng trần khuynh địch cảm thấy bó tay với một người đại thuần dương công mặc dù cũng liên quan đến lĩnh vực thời gian nhưng ở trên người của trần khuynh địch cũng không có một kiện đạo binh cực phẩm nào có thể tăng cường lĩnh vực thời gian đây là lần đầu tiên trần khuynh địch cảm nhận được sau khi một lĩnh vực đạt tới cực hạn lại còn có thể đánh hắn thành dạng này nói một cách khác tàng nguyên lai còn không phải là người mạnh nhất đúng thế bởi vì nguyên nhân lúc trước đại náo một trận tại phật môn gần đây lại lấy được võ công trúc cơ của minh giáo cùng với phật môn trần khuynh địch kỳ thật đã có một chút bành trướng giống như long thiên tứ lúc trước hắn cũng không phải là chưa thấy qua võ nguyên hanh nổi danh giống như a sử na lam nhưng theo hắn thì võ nguyên hành giống như cũng không quá mạnh, cho nên ở trong lúc mơ hồ Trần Khuynh Địch quả thật là đã có một loại cảm giác như thế này, mình vô địch ở hòa luyện kim đan. Nhưng sự thật đã chứng minh, có lẽ tu vi và nội tình của hắn ở trong hòa luyện kim đan đều là số 1, số 2, nhưng thật sự muốn bàn về chiến lực. Ở trong cái thiên hạ to lớn này hắn còn xa xa chưa thể đạt đến trình độ thiên hạ đệ nhất, bởi vậy có thể thấy được, thánh thượng đại càn được công nhận là vô địch thiên hạ, năm đó đến tột cùng là cường hãn đến cỡ nào ta vẫn còn kém xa lắm. Như vậy nói đến nơi đây, sẽ có rất nhiều người muốn hỏi, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch sẽ thực sự đánh không lại hay sao? Chẳng lẽ hắn không còn sát chiêu hay sao? Ha ha ha. Đương nhiên là không có rồi. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, chiêu thức của Trần Khuynh Địch kỳ thật chỉ có vài chiêu như vậy, ẩu đà phổ thông, ẩu đà nghiêm túc, ẩu đà toàn lực, về phân bí pháp hữu dụng, đại thuần dương công vô hiệu, quyền ý đánh không trúng, năng lực khôi phục bị ức chế, như vậy thì phải xử lý như thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đánh. Thậm chí là bởi vì nguyên nhân thời gian gia tốc, Trần Khuynh Địch muốn dùng bài cũ soạn lại để dùng thương tổn đổi thương tổn chỉ sợ là cũng đều không thể làm được, cặp quỷ. Nếu không phải sở trường của A Sử Na Lam là lĩnh vực tốc độ, ở bên trên lực công kích mặc dù cũng xuất sắc, nhưng vẫn còn có một chút khiếm khuyết mà nói trần khuynh địch chỉ sợ đã sớm bị đối phương chặt đầu xuống mà muốn trốn lại không thể thoát khỏi đối phương còn đánh nhau thì lại đánh không lại cho nên tình cảnh hiện tại của trần khuynh địch thực sự là rất nghiêm trọng cho nên phải làm thế nào kỳ thật đối phó với loại công kích tốc độ cao này biện pháp tốt nhất là mặc giáp phản đòn mặc cho người đánh ta như thế nào chỉ ít cũng sẽ trả về ba thành tổn thương sau đó dựa vào thanh máu dày đúng là có thể mài chết đối phương nhưng rất đáng tiếc trần khuynh địch mặc dù rất muốn làm như thế nhưng lại không có võ học tương ứng mọi người đều biết trần khuynh địch ở bên trên phương diện võ học là một mực không có văn hóa gì biết duy nhất một môn võ công tương đối lòe loẹt chính là đại thuần dương công vẫn là dựa vào thuần dương chi thể gian lận mới thắp sáng được kỹ năng ngoài ra chiêu thức của hắn trên cơ bản cũng chỉ là huy quyền rồi lại huy quyền ngẫu nhiên còn thêm một chút quyền ý lấy năng lực của trần khuynh địch là không thể sáng tạo ra võ học phản đòn quyền ý, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, mặc dù ở trên võ học không có tạo nghệ gì, nhưng từ khi ngưng tụ ra quyền ý, Trần Khuynh Địch vẫn là vô cùng có tâm đắc, cái gì là quyền ý? Nói trắng ra là chính là một loại tinh, khí, thần của võ giả, giống như là nước vậy, nước không có hình dáng cố định, quyền ý cũng không có. Ngày xưa Trần Khuynh Địch đã từng thi triển qua kiếm ý, đạo ý, thượng ý, mà phương pháp thi triển, kỳ thật đều là căn cứ vào quyền ý của hắn, điểm này đã nói rõ quyền ý có nhiều biến tính như vậy vấn đề đã đến nếu quyền ý có thể trở thành đào ý trở thành kiếm ý trở thành thường ý vậy thì sẽ có thể trở thành khải ý hay không nếu làm ra một tầng khải ý mặc lên người mà nói không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự tiến thêm một bước quan trọng nhất là cứ như vậy trần khuynh địch sẽ không đến mức tiếp tục bị đánh bởi vì nếu như a sử na lam muốn công kích trần khuynh địch nhất định phải va chạm cùng với quyền ý của hắn mà trần khuynh địch cũng có thể thôi động quyền ý để phản kích mẹ ơi con trai của mẹ thực sự là một thiên tài. Nghĩ đến là làm, Trần Khuynh Địch khẽ động suy nghĩ, quyền ý mênh mông thoát ly từ bên trên quả đấm của hắn trong nháy mắt, sau đó bao trùm toàn thân. Quyền ý xem như là vũ khí mà Trần Khuynh Địch sử dụng nhiều lần nhất, hắn cũng đã sớm có thể vận dụng nó như cánh tay, biến hóa ra khải ý cũng chỉ là một cái sự tình trong sát na, một giây sau. Thân ảnh của A Sử Na Lam liền xuất hiện ở phía sau Trần Khuynh Địch, giống như trước đó vậy, dựng thẳng trưởng thành đao. Đạch ra một đạo đao quang trăng lưỡi liềm sắc bén rơi vào trên lưng của Trần Khuynh Địch, ầm ầm. Quyền ý phản chấn. Mặc dù bản thân của quyền ý cũng không có lực công kích vật lý, quyền ý được ngưng tụ mà thành từ tinh, khí, thần, cho nên lực trùng kích cũng là tinh, khí, thần của võ giả. Cho nên ở trong cái chớp nhoáng này, thân thể của A Sử Na Lam không có chịu ảnh hưởng, công kích cũng giống như bình thường lưu lại dấu vết ở trên thân thể của Trần Khuynh Địch nhưng nguyên thần của hắn lại rung động một trận, phẳng phất như ở bên tai có sấm sét nổ vang vậy, đầu u ám, thế mà hoàng hốt trong một cái nháy mắt, thành công. Mặc dù cũng không phải là tận lực, nhưng Trần Khuynh Địch xác thực đã bắt lấy được sơ hở của A Sử Na Lam. Đúng như trước đó đã nói, thiên phú tài hoa của A Sử Na Lam từ xưa đến nay đều là số 1, số 2, nhưng vì nắm vững thủ đoạn gian lận như lĩnh vực thời gian. A Sử Na Lam đã hao tốn thời gian dài cùng với tinh lực, mọi thứ của hắn đều là được xây dựng ở trên phương diện tốc độ cho nên những thứ khác đều cực kỳ bình thường hắn có thân thể cực kỳ bền bỉ bởi vì như vậy mới có thể phụ tải tốc độ của hắn hắn có cương khí khổng lồ và hùng hậu bởi vì như vậy mới có thể phụ tải võ học của hắn nhưng mà hắn không có nguyên thần cường đại đây là thiếu hụt duy nhất của a sử na lam đương nhiên ở phía dưới lĩnh vực thời gian a sử na lam căn bản sẽ không để vào mắt loại thiếu sót này bởi vì tốc độ của hắn đủ khiến cho người ta căn bản là không có cách dùng nguyên thần công kích chúng hắn, huống hồ hắn yếu cũng chỉ là tương đối yếu so với võ giả cùng cảnh giới mà thôi. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn lại gặp phải một kẻ biến thái như Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch thế mà đã cứng rắn tìm ra được một loại phương pháp khiến cho nguyên thần của A Sử Na Lam chấn động. Hơn nữa còn thành công, cho dù chỉ là ở trong một cái nháy mắt, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, cái nháy mắt này cho dù có ngắn hơn gấp 10 lần hắn cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng bỏ lỡ. Đại thuần dương công bộc phát trong nháy mắt, lĩnh vực vàng ống khuyết trương cũng không phải là khiến cho A Sử Na Lam đứng im. Vẹn vẹn chỉ là vì kéo dài động tác của hắn, vào giờ khắc này A Sử Na Lam hiển nhiên cũng đã hiểu rõ, một cái nháy mắt trôi qua, thời gian chấn động quanh người của A Sử Na Lam bỗng nhiên tăng vọt, muốn xé rách lĩnh vực vàng ống, ẩm. Trần Khuynh Địch trước đó một mực bị đánh lùi lại một bước, xoay tròn 360 độ, trong khi xoay người hoa lệ, cánh tay phải giống như roi sắt cũng duỗi thẳng. Sau đó mang theo quán tính, theo chuyển động xoay người, nhấc lên một trận gió mạnh, hung hăng đập vào trên mặt của A Sử Na Lam. Một đòn này khẳng định rất đau, đánh nhạn cả ngày, bị nhạn mổ vào mắt. Từ sau khi khai sáng ra bí pháp thời gian thuộc về bản thân, A Sử Na Lam cũng chưa từng đánh thua ai, mặc kệ là giao chiến cùng với ai cho dù là giao chiến với đại tướng quân kiêu quả võ nguyên hanh đại càn a sử na lam cũng đều không rơi vào thế hạ phong mà loại tốc độ vượt qua thời gian kia cho đến nay cũng chưa bị ai phá giải qua nhưng không thể không thừa nhận trần khuynh địch đã bắt được phương pháp cho dù chỉ có một cái nháy mắt nhưng a sử na lam xác thực đã trúng chiêu má phải bị trần khuynh địch đập cho một phát thân ảnh của a sử na lam liền giống như đạn pháo ra khỏi nòng trực tiếp bị nện bay ra ngoài một đường đụng thùng ba tòa gò núi cuối cùng lưu lại một cái hố to ở bên trên đại địa tây vực Bất quá vào giây tiếp theo, cái hố to mà A Sử Na Lam đập ra liền bỗng nhiên vọt lên bụi mù đầy trời. Một đạo ánh trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, A Sử Na Lam liền trở về bên trên không trung, phẳng phất như người mới vừa bị đập bay vừa rồi căn bản cũng không phải là hắn vậy. Chỉ là dấu vết đỏ chót ở trên má của hắn lại rất dễ thấy. Một đập vừa rồi mặc dù rất đau, nhưng A Sử Na Lam thật đúng là không có gì đáng ngại. Một mặt là có ô đề nguyệt hộ thể. Một mặt khác A Sử Na Lam luyện thể cũng không tầm thường, cho dù là vẫn kém hơn loại quỷ tài luyện thể như Trần Khuynh Địch, nhưng ở trong hòa luyện kim đan cũng đã cực kỳ cường hãn. Vấn đề là dấu vết ở trên mặt, thứ này kèm theo quyền ý, trong chốc lát sẽ không thể tiêu trừ, mặt mũi của A Sử Na Lam đều tái xanh. Tốt tốt tốt, đó là cái gì? Dùng quyền ý trấn nhấp ta, A Sử Na Lam mặc dù không tu luyện quyền ý, nhưng dù gì cũng là võ giả hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy heo chạy hay sao cho nên hắn lập tức liền nhận ra phương thức trần khuynh địch đánh trúng hắn nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là phương thức vận dụng quyền ý kỳ lạ của trần khuynh địch đối với bản thân vì sao quyền ý của ngươi có thể trở thành áo giáp chuyện này không phù hợp lẽ thường đừng thấy thao tác của trần khuynh địch đơn giản nhưng trên thực tế nếu chỉ là thao tác đơn giản mà đã có thể đối phó với a sử na lam vậy thì a sử na lam cũng sẽ không đi tới được như hôm nay, chân tướng là loại vật ý cảnh này căn bản cũng không có biện pháp biến đổi hình dạng một cách tùy tiện, chớ đừng nói chi còn là cải biến thành loại đồ chơi khải ý này, cơ hồ là chưa từng có ai làm được. phải biết rằng thứ ý cảnh này chính là tổ hợp tinh khí thần của võ giả, mà tinh khí thần của một người nếu có thể tổ hợp thành loại áo giáp cổ quái này, sẽ giải thích rằng vị võ giả này cực kỳ sợ chết mà một vị võ giả sợ chết căn bản sẽ không có khả năng đột phá hỏa luyện kim đan, quá kỳ quái, cho nên A Sử Na Lam mới có thể giật mình đối với thao tác của Trần Khuynh Địch. Giống như là trước đó Trần Khuynh Địch giật mình với việc hắn có thể tự sáng tạo ra bí pháp thời gian vậy, bất quá lại nói trở về, tất cả mọi người là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Chỉ cho phép A Sử Na Lam mới tiến vào 20 vị trí đầu thiên phú và tài hoa từ xưa đến nay mà không cho phép Trần Khuynh Địch ta biến quyền ý thành áo giáp hay sao. Cho nên Trần Khuynh Địch đã lộ vẻ mặt tự nhiên giang tay ra nói. Không sai. Ta gọi nó là Bussochaka Hockey. Asuna à, Lam. Quyền ý là quyền ý, Bussochaka Hockey là món đồ chơi gì. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng điều này cũng không làm trở ngại hành động kế tiếp của à Sử Na Lam, hắn nói. Được rồi, lại thử một lần nữa, ta cũng không tin quyền ý cổ quái của ngươi có thể làm được gì ta, quang mang rái lên. A à Sử Na Lam tiến vào lĩnh vực gia tốc thời gian lần thứ hai, mà Trần Khuynh Địch thì là dùng hai tay ôm đầu, cấp tốc khuếch tán quyền ý áo giáp ra. Một giây sau, A à Sử Na Lam đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, bàn tay bóc thành trào hung hăng chụp tới cái cổ của Trần Khuynh Địch. ầm, năm ngón tay của A à Sử Na Lam lưu lại năm vết máu ở trên cổ của Trần Khuynh Địch, nhưng một giây sau, quyền ý của Trần Khuynh Địch tự động phản chấn. A à Sử Na Lam liền rơi vào bên trong hoàng hốt trong sát na như trước đó, mà Trần Khuynh địch mới vừa rồi còn dùng hai tay ôm đầu lại bỗng nhiên vùng lên, ầm. Lại là một quyền đánh mặt tuyệt đẹp, vào thời điểm lấy lại tinh thần, A à Sử Na Lam phát hiện ra bản thân lại bị đánh bay ra ngoài, đầu có một chút nặng nề. Quan trọng nhất là má ở bên kia cũng trở nên đau rát, gặp quỷ. Cưỡng ép ngừng thân hình ở giữa không trung, A à Sử Na Lam dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn Trần Khuynh địch lần thử nghiệm này đã thất bại, cho dù là A Sử Na Lam cũng không thể không thừa nhận. Tuyệt chiêu của bản thân dường như đã không còn hữu hiệu, giống như là thời điểm ước chiến với Võ Nguyên Hành vậy, hắn dường như đã không thể làm gì được Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng không thể đánh thắng được A Sử Na Lam, A Sử Na Lam có được thời gian gia tốc nếu như thật sự chạy trốn. Chỉ sợ coi như là trí cường giả kích toái mệnh tinh muốn bắt hắn lại cũng đều rất khó khăn, nói đến năng lực bảo mệnh, tốc độ chạy của A Sử Na Lam thậm chí còn muốn lợi hại hơn Trần Khuynh Địch cho nên A Sử Na Lam sẽ không thua, nhưng không thắng được một kẻ hậu bối nhỏ hơn mình 100, 200 tuổi vẫn khiến cho A Sử Na Lam cảm thấy có một chút khó xử, mà ở phía đối diện. Sau khi xác nhận Chaka Hockey của mình có tác dụng, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng kéo khoái miệng, nở một nụ cười, nói, xem ra ngươi giống như là không thể đánh thắng ta. Hừ, A Sử Na Lam có một chút co khoái mắt lại, mặc dù ở trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có cậy mạnh, mà là sảng khoái gật gật đầu, nói, ngươi rất không tệ ở bên trong các hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đương đại ta là mạnh nhất võ nguyên hanh cũng là mạnh nhất hai chúng ta phân biệt đại biểu cho võ giả cực hạn ở loại vương triều thế tục như bắc nhung cùng với đại càn vốn cho rằng giới tông phái thế hệ này không có ai không ngờ được lại sinh ra một kẻ như ngươi nói đến đây a sử na lam có một chút tức giận nói bất quá đừng cho là ta thực sự không đánh lại ngươi chỉ là muốn đánh thì ngươi một quyền ta một cước thật sự muốn cứng đối cứng còn không biết là ai sẽ thắng Cuồng hồ chỉ cần ta không muốn thua, ngươi sẽ không thắng được ta. Cuồng chi. Một chút thủ đoạn của ngươi nếu thả ở trước mặt của Võ Nguyên Hanh sẽ vô dụng. Ồ, thấy Trần Khuynh Địch có một chút ngoài ý muốn, A à, Sử Na Lam cũng cười giống như khiêu khích. Giống như ngươi, tên kia tại phương diện ý cảnh cũng có tiêu chuẩn tông sư, ở một trình độ nào đó mà nói hắn cũng là một vị quỷ tài, thậm chí nếu phải so sánh mà nói, kỳ thật hắn chính là khắc tinh của ngươi khắc tinh của ta. Nói thật là Trần Khuynh Địch có một chút không tin, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, thân làm chiến sĩ toàn năng, Trần Khuynh Địch cơ hồ là hoàn mỹ. Hơn nữa mỗi một phương diện cũng đều rất mạnh, chẳng lẽ sẽ còn có người có thể đánh bại hắn, có thể khắc chế hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Cuống chi Trần Khuynh Địch đã gặp qua Võ Nguyên Hanh, cũng đã thấy hắn xuất thủ, từ bên ngoài mà nói vị đại tướng quân kiêu quả kia mặc dù rất mạnh nhưng cũng không có mạnh đến loại trình độ như A Sử Na Lam nói. Thấy biểu lộ lơ đĩnh của Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam cũng không phản bác, chỉ là cười cười, chợt xoay chuyển lời nói. Tốt rồi. Nếu ta đã không giết được ngươi, vậy chuyện kế tiếp ta sẽ không nhúng tay vào. Ngươi hãy tự cầu phúc đi. Hả, không đợi Trần Khuynh Địch đáp lời, ở bốn phía chung quanh, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn ba cỗ khí tức hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất bộc phát ầm ầm trong nháy mắt liền phong tỏa toàn bộ hư không a à sử na lam đứng ở phía đông mà phía bắc thì là dâng lên một đạo phật quang phía nam rơi xuống một đạo hoàng tuyền phía tây hiện ra một mảnh mây mù nhàn nhạt, nhạt ở bên trong dị tượng của riêng mình cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của phật môn tiên cung minh giáo chậm rãi đi ra từ trong hư không ánh mắt rơi vào trên người của trần khuynh địch phật môn trấn ma tôn giả giới lộc minh giáo đạo chủ hoàng tuyền ngục diêm la tiên cung Lăng tiêu thiên tướng vân tuyệt ảnh A à, Sử Na Lam thí chủ, xin đừng quên phân phó của Thiên Khả Hãn. Bố trí lâu như vậy, cuối cùng cũng nên kết thúc, đối mặt với ba vị hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất đến từ giới tông phái, Trần Khuynh Địch còn chưa lên tiếng, A à, Sử Na Lam đã dẫn đầu mở miệng trước, im miệng, lão hòa thượng, ta muốn làm gì ngươi còn chưa thể xen vào, về phần Khả Hãn, hắn cũng không có ở nơi này. A à, Di Đà Phật. Xéo đi, A Sử Na Lam lộ ra thái độ rất không khách khí, hắn là hùng ưng bay lượn trong trời xanh, là thiên lang trên đại thảo nguyên, không bắt được một kẻ hậu bối là đã rất mất mặt. Nếu như lại liên thủ cùng với người khác đối phó Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam cũng không ném nổi phần mặt mũi này, từ lúc ban đầu hắn đã không có ý định vây giết Trần Khuynh Địch. Bằng không hắn cũng sẽ không vào lúc sau khi phát hiện ra Trần Khuynh Địch liền không đợi những người khác mà trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, người hãy tự cầu phúc đi nếu như có thể sống sót mà nói, chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, thân hình của A Sử Na Lam rái lên, cũng không biết hắn làm thế nào, thế mà trực tiếp xuyên qua phong tỏa của đám người giới lộc, thoát ly khỏi chiến trường. Đối với loại lĩnh vực thời gian này, A Sử Na Lam còn có rất nhiều át chủ bài chưa thi triển ra, giống như là lúc trước hắn nói vậy, nếu hắn thật sự đánh thật mà nói. Còn chưa biết ai thua ai thắng, chỉ là do A Sử Na Lam phát giác ra được đám người giới lộc đã tiếp cận, lúc này mới chủ động từ bỏ. Đúng là trời trêu giới tông phái qua nhiều năm như vậy mới chính thức sinh ra một vị võ giả cực hạn, chính giới tông phái lại muốn bóc chết hắn. Hà hà, đối với sự trào phúng của A Sử Na Lam, đám người giới lộc là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, dù sao thì nhà mình rõ chuyện nhà mình, đối với A Sử Na Lam mà nói. Hắn không rõ ràng tình huống ở Trung Nguyên, cũng chẳng muốn tìm hiểu, tự nhiên cho rằng đây là giới tông phái đang nội đấu. Nghĩ biện pháp tiêu diệt một vị nhân tài mới nổi trong giới tông phái mà thôi, nhưng đối với đám người giới lộc mà nói, làm ơn. Thuận Dương Cung cũng đã liên thủ với Đại Càn giết tới tận Tu Di Sơn, còn có cái gì để nói, Tông Phái và Vương Triều là thế bất lưỡng lập. Nhất là vào thời điểm mấu chốt giới Tông Phái sắp vây quét Đại Càn, sự tồn tại của Thuận Dương Cung không thể nghi ngờ là trướng mắt nhất. Nhất là vào sau khi đám người giới lộc nhìn thấy thực lực của Trần Khuynh Địch, lại càng thêm kiên định với quyết tâm giết chết Trần Khuynh Địch ở chỗ này. A-di-đà-phật thân làm hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất của phật môn còn đã từng giao thủ qua với trần khuynh địch giới lộc tự nhiên là sẽ không nương tay kèm theo một tiếng phật hiệu một chuôi hàng ma sử màu lưu ly liền hiện lên từ mi tâm của giới lộc sau đó nghênh không tăng vọt tiếp đó giống như thiên tai đập về phương hướng trần khuynh địch hà hà khác biệt cùng với a sử na lam giới lộc xem như là hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất phần lớn đều là dựa vào như lai hàng ma sử Đương nhiên tạo nghệ của hắn ở bên trên Phật Pháp là rất thâm hậu, nhưng Phật Pháp cũng không thể coi như là chiến lược, chỉ có thể khiến cho hắn phát huy ra lực lượng của Như Lai Hàng Ma Sử dễ dàng hơn, cho nên phong cách chiến đấu của giới lộc cũng gần giống với Hàng Ma Sử, nói ngắn gọn chính là lực lượng, lực lượng thuần túy. Hàng Ma Sử huy động, giống như là rút lên nguyên một tòa tu di sơn, phẳng phất như thật sự có một vị Phật đà ngồi ngay ngắn trong hư không, xòe bàn tay ra muốn hàng yêu phục ma bàn về uy thế cùng với uy lực, nếu so với A Sử Na Lam thì mạnh hơn nhiều, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, loại công kích này ngược lại là vô dụng nhất, hoàn toàn không cần phải tránh né. Trần Khuynh Địch đưa tay đấm ra một quyền, trực tiếp cứng đối cứng với một kích của Như Lai Hàng Ma Sử. Ông ầm. Đất rung núi chuyển, trời nghiêng mây tán, giới lộc hòa thành một thể với Như Lai Hàng Ma Sử bị đánh cho bay lên cao, mà Trần Khuynh Địch nghênh đón một kích này thì là trực tiếp nện vào mặt đất, nhưng một giây sau Trần Khuynh Địch lại vọt ra, cánh tay đã là máu thịt bê bết, bất quá chỉ qua chốc lát, thịt cũ rút đi, thịt mới sinh sôi, một cánh tay hoàn hảo trực tiếp mọc ra, giới lộc, mẹ nó. Nhìn thấy sức khôi phục làm cho người rung động này, đừng nói là giới lộc, ngay cả cường giả minh giáo cùng với tiên cung nguyên bản còn muốn quan sát cũng đều có một chút kinh hãi. Còn chờ cái gì? xuất thủ kèm theo tiếng gầm của giới lộc đạo chủ hoàng tuyền quyết đoán xuất thủ đạo chủ hoàng tuyền nguyên bản còn bảo trì hình người liền giải thể trong nháy mắt thay vào đó là một dòng hoàng tuyền đục ngầu cuồn cuộn mà tới mang theo mùi hôi mục nát khí tức ăn mòn phẳng phất như trí âm nhân gian đạo chủ hoàng tuyền cái tên này chính là miêu tả tốt nhất đối với sự đặc thù của hắn, thân làm hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của minh giáo trong thế hệ này, tuổi tác của đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không tính là nhỏ. Tối thiểu là không kém với giới lộc, mà thư hắn nắm giữ, tự nhiên là đạo binh cực phẩm thuộc về Minh giáo, có danh tự rất đơn giản, Diêm La Địa Phủ. Toàn bộ Diêm La Địa Phủ có ngoại hình to lớn, cơ hồ chính là một tòa thành trì mà đạo chủ Hoàng Tuyền xem như là người chấp trưởng đạo binh. Thật giống như giới lộc dùng Phật Pháp dung hợp với hàng ma sự vậy, hắn đã tự chế ra một môn hoàng tuyền kinh, tạo thành một dòng hoàng tuyền lộ, liên thông với toàn bộ Diêm La Địa Phủ, xem như là trụ cột của Địa Phủ không thể không thừa nhận vị đạo chủ hoàng tuyền này cũng là quỷ tài hắn đã sắp nhập võ đạo của chính mình vào bên trong diêm la địa phủ thậm chí nghiêm ngặt mà nói hắn hiện tại đã trở thành một bộ phận của diêm la địa phủ xem như là nửa cái khí linh của diêm la địa phủ nguyên nhân chính là như thế dù là tu vi của đạo chủ hoàng tuyền trên thực tế còn muốn kém hơn không ít so với giới lộc nhưng hắn vẫn có địa vị ngang nhau bởi vì lực lượng mà hắn có thể phát huy ra khi thao túng riêng là địa phủ, còn muốn ở phía trên lực lượng mà giới lộc thao túng hàng ma sử. Vĩnh Trấn Hoàng Tuyền, Sâm La Môn, Hoàng Tuyền Lộ, Phong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, quay đầu đã qua ngàn năm, không bằng trở về. Cửa chính riêng là địa phủ mở ra ầm ầm, trong địa phủ hiện lên từng đạo từng đạo cảnh tượng, có đạo chủ Hoàng Tuyền biến thành Hoàng Tuyền Lộ, có Phong Xuyên Hà phủ kín thi cốt có cầu nại hà cổ đang sầu kín, có vọng hương đài cao cao lụy thế, có tam sinh thạch chiếu dọi ba đời, một cái tiếp lấy một cái vọt tới. Tất cả cảnh tượng cuối cùng đều hóa thành một đạo thời gian pháp tắc, qua sâm la môn, dung nhan giả yếu, đi hoàng tuyển lộ, nhục thân mục nát, thấy vong xuyên hà, hai mắt ảm đạm, lên trên cầu nại hà, ký ức mông lung, đạp vọng hương đài, những chặng đường đã qua, nhìn tam sinh thạch, quá khứ đã tiêu, trong chất mắt. Thân thể của Trần Khuynh Địch cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát, khí huyết minh mông bắt đầu suy kiệt, vô tận cương khí dần dần tiêu hao hầu như không còn, nguyên thần tràn ngập sức sống cũng dần dần khô héo, mắt thấy là phải mai táng ở bên trong địa phủ, biến thành cô hồn dạ quỷ, Trần Khuynh Địch bỗng nhân ngẩng đầu. Lúc này hắn đã già đến mức da bọc xương, nhưng ở trong hốc mắt lại phảng phất như thiêu đốt một đám lửa, quyền ý minh mông bộc phát ra phía ngoài, cuối cùng hóa thành một tòa hoàng kim bảo tháp ở trên đỉnh đầu của hắn, liên tục xoay tròn, cuối cùng bỗng nhiên trấn áp về phía đỉnh đầu của hắn. Trở về, ầm ầm. Kèm theo tiếng gầm thét này, thời gian phẳng phất như bắt đầu chảy ngược vậy, tuổi thọ, khí huyết, nguyên thần, cường khí chảy ngược vào trong cơ thể. Cuối cùng hoàng kim bảo tháp chui vào mi tâm, khóa tinh, khí, thần trên toàn thân của hắn lại, không còn tiết lộ ra bên ngoài một chút nào. Mẹ nó. Suýt chút nữa thì bị ép khô, nhìn riêng là địa phủ ở trên đỉnh đầu, Trần Khuynh Địch lập tức đưa tay đấm ra một quyền, quyền kình giết tới Hoàng Tuyền Lộ, khuấy động vong xuyên hà, cuối cùng tàn phá bừa bãi một lúc lâu ở trên nại Hà Kiều, lúc này mới tán đi, mà riêng là địa phủ cũng bỗng nhiên kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch, chỉ chốc lát sau, thanh âm thăm thẳng của đạo chủ Hoàng Tuyền mới vang lên. Thất bại Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công có liên quan đến lĩnh vực thời gian, hơn nữa quyền ý của người này quả thực là rất bá đạo, quả thực là đã khóa lại tinh, khí, thần của bản thân, ta không làm gì được hắn. Bất quá nếu có ta ở đây, hẳn là cũng có thể hạn chế Đại Thuần Dương Công của hắn. Khục, không có ý tốt liếc nhìn đạo chủ Hoàng Tuyền, Trần Khuynh Địch chết miệng, không thể không thừa nhận hắn vừa rồi suýt chút nữa thì trúng chiêu, may là hắn nắm giữ Thuần Dương trí thể mang theo đại thuần dương công vào thời khắc mấu chốt đã bài xích thời gian pháp tắc của diêm la địa phủ ra ngoài lại kịp thời vận chuyển quyền ý phong ấn bản thân lúc này mới có thể chống đỡ được thật khó giải quyết mặc dù không bằng a sử na lam nhưng nếu có thể đứng trong hàng ngũ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đã nói là có chỗ hơn người ở trong tay ai mà không có một hai con át chủ bài lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đánh trần khuynh địch đã cảm nhận được áp lực cực lớn nếu sơ ý một chút nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương phù, không có cách nào, đây là thời điểm thi triển ra tuyệt kỹ bí tàng của ta. Trước đó bởi vì người phải đối phó là A Sử Na Lam, cho nên dùng chiêu này là không tốt lắm, nhưng nếu đổi thành giới lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền mà nói, vậy thì sẽ không có hạn chế lớn như thế. Xem chiêu, Trần Khuynh địch vung tay lên, rút ra một mảnh huyết quang trong nháy mắt, chiêu này hắn đã sớm học xong ở trong thuần dương cung, là một môn võ công không có phẩm cấp chuyên môn dùng để thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt khí huyết càng cao cấp và càng nhiều, uy lực của một chiêu này lại càng mạnh, theo ghi chép trong tư liệu lịch sử. Phát huy môn võ công này đến cực hạn thậm chí là cũng có thể liên quan đến lĩnh vực thời gian, không sai, chiêu này tên là Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp, có một câu nói rất hay, đánh không lại liền chạy, đối với Trần Khuynh Địch mà nói, rút lui tính chiến lược tuyệt đối không phải một chuyện mất mặt, làm như vậy chỉ là vì bảo tồn đủ thực lực, vào thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn. Dù sao thì có lúc nếu như ngươi không chạy, vậy thì sẽ thực sự bị đánh chết. Mà mọi người đều biết là, người bị giết thì sẽ chết. Trần Khuynh Địch vô cùng rõ ràng đối với tầm quan trọng của bản thân, hắn gánh vác tương lai của Thuần Dương Cung, sau lưng của hắn chính là sư huynh sư đệ cùng với tiểu sư muội Thuần Dương Cung. Hắn không thể chết, trọng yếu hơn chính là, ở bên trong Thuần Dương Cung còn có bốn người chưa đạt được câu trả lời chắc chắn của hắn, nói tóm lại, hắn không thể chết cho nên Trần Khuynh Địch đã chạy trốn không có một chút do dự nào, thiên ma huyết độn đại pháp, chiêu này chính là pháp quyết do một vị đại lão thuần dương cung nào đó sáng lập ra, không có phẩm cấp, thuần túy dựa theo cường độ thiêu đốt khí huyết để quyết định tốc độ, thiêu đốt càng ác thì chạy càng nhanh hơn. Lúc trước vào thời điểm Trần Khuynh Địch lấy được môn bí pháp này từ tàng kinh điện, lập tức giống như nhặt được trí bảo, chiêu này nhất định chính là ông trời tác hợp cho mình. Hơn nữa chiêu này cũng không khó, nói tóm lại chính là thiêu đốt khí huyết, phải học, cho nên vào cái thời khắc nguy cơ này trần khuynh địch đã thi triển nó cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang tầng mắt ở trước mắt càng là trở nên hoàn toàn đỏ ngầu phẳng phất như ngay cả thời gian cũng đều trở nên chậm đi vậy hắn thiêu đốt một hơi hơn nửa số khí huyết bộc phát ra tốc độ cũng khá là kinh người loại tốc độ này còn khiến cho bản thân sinh ra ảo giác có lẽ cũng chính là tốc độ như a à sử na lam trách không được người ta lại cao ngạo như vậy có chiêu này hệ số an toàn xác thực là tương đối cao